chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Khi Ta Trẻ được phát trên báo Ngôi Sao. Trong chương trình kỳ này, chúng ta sẽ được gặp gỡ với một người nghệ sĩ mà mỗi khi Tết đến, tên của chị lại được nhắc đến nhiều cùng với chương trình Táo Quân. Đó là nghệ sĩ Vân Dung. Xin chào chị Vân Dung. Cuối năm 2023 vừa rồi thì chị lần đầu chạm ngõ điện ảnh với bộ phim kinh dị Quỷ Cẩu. Cảm xúc của chị khi đối diện với những lời khen chê của khán giả khi phim ra mắt như thế nào ạ? Đây là lần đầu tiên mình nam tiến trong suốt 35 năm làm nghề. Một trải nghiệm rất là tuyệt vời, phải nói là như thế. Đầu tiên thì cũng lo lắng lắm, bảo là không biết là mình vào trong đấy mình có hòa nhập được với các bạn diễn không? Rồi là đoàn làm phim ở trong đấy họ có quay phim có khác ngoài Bắc không? Rồi là giờ giấc ăn uống đi đứng, rồi là kể cả cách diễn cũng thế. Có khác với mình ở ngoài này lắm không? Bởi vì là mọi khi thì cũng vào quay nhưng mà chỉ là quay tiểu phẩm ngắn xong lại ra. Đây là lần đầu tiên mà chạm ngõ với cả điện ảnh phía Nam mà lại làm một phim kinh dị. Ở trong đoàn làm phim và sống ăn ở cùng với mọi người trong suốt hơn một tháng thì mình cảm thấy là tất cả những cái gì mình lo lắng đều biến mất, bởi vì là mọi người cũng làm phim như ngoài Bắc. Và đặc biệt là cái tình cảm mà đoàn làm phim rồi tất cả các bạn diễn, rồi từ đạo diễn rồi tới những bạn đạo cụ phục trang, rồi tất cả các bạn diễn dành cho mình một cái tình cảm phải nói là như gia đình ấy. Khen hay chê mình đều phải cảm ơn và biết ơn khán giả. Vì không phải lúc nào trong cuộc đời mình cũng diễn hay, diễn tốt được. Phải có những lúc mà mình sẽ có những lúc mình diễn chưa hay, thì khán giả là người nhận ra điều đấy. Và khi họ chê mình thì mình sẽ nhìn thấy điểm yếu của mình để mình rút kinh nghiệm. Nhìn lại sự nghiệp hơn 30 năm trong nghề với hàng nghìn tiểu phẩm hài, chị có nhớ kỷ niệm nào đã giúp chị trưởng thành hơn trong diễn xuất không ạ? Bây giờ mà xem lại những các cái kịch bản của ngày xưa ấy, hay, thấy rất là hay, rất là hay. Và ngày đầu thì mới vào nghề thì còn ngô nghê lắm, nhưng mà về sau thì thành tinh thành cáo rồi. Vẫn nhớ một cái câu mà có một người nói với chị: Dung ơi, mày diễn chán lắm, mày diễn thế à? Nói gay gắt nhé, chứ không phải nói nhẹ nhàng như này đâu, mà nói thật sự, mắng thật sự. Thế là chị về, chị ngồi, chị nghĩ, xong chị bảo tại sao lại nói mình như thế nhở. Thế là chị chui vào trong toilet, nhà vệ sinh ấy, xong chị tập mất tầm khoảng độ 5 ngày. Bố chị tưởng chị bị điên. Xong bố chị bảo: con ơi, con nhà nòi mà con làm thế này thì chết con ạ. Nhưng người ngoài người ta nghe thấy gia đình nhà mình xấu hổ. Nên khi mà chị lên chị trả lại cái bài đấy cho cái bác đấy, cả đoàn chị cười gọi là không ngậm được mồm luôn. Và đấy là một trong những tiểu phẩm để đời của chị đến bây giờ, Tù Nhân Thi Văn Nghệ. Sau đó thì bọn chị lấy cái tiểu phẩm đấy mang ra ngoài để đi diễn hàng nghìn đêm, hàng nghìn đêm. Và đến bây giờ thì chị phải nói là chị rất biết ơn cái người đã mắng mình. Ban nãy thì chị có nhắc đến cụm từ con nhà nòi. Vậy thì khi mới bước chân vào nghề, gia đình có ủng hộ chị theo nghề diễn không ạ? Bố mẹ chị có thích chị đi theo nghề này đâu. Bố mẹ chị chả đồng ý một tiếng nào. Bố mẹ chị phản đối kịch liệt, trái thích chị đi theo nghề này. Từ đầu chị vào trường múa chị thi, ngày xưa chị định thi vào trường múa, chị vào trường múa thi xong bố mẹ chị còn bảo với cả bạn bố mẹ chị bảo là nhớ đánh trượt nó đi nhá. Thế nhưng mà nó là con nhà nòi và là cái duyên cái số rồi thì có muốn chả được. Cái quan trọng nhất là đam mê nghề. Còn anh hết đam mê là có khi anh 20 tuổi anh cũng nghỉ. Nghề nào cũng thế, nếu anh hết đam mê và anh đã có một số vốn nhất định, số tiền nhất định rồi có khi anh nghỉ hưu sớm. Thế nhưng cái nghề này có khi anh có tiền rồi mà anh đam mê khi anh diễn đến 90 tuổi. Chị mà cứ kiểu như là ở nhà mà không làm việc gì là ốm. Thế còn đi làm thì khỏe như vâm ấy, gầy tong teo như thế, nhưng mà chị làm bằng 5 ông đàn ông làm. Thế nhưng mà đúng là bây giờ tự dưng mình cứ thấy sức khỏe của mình nó không như ngày xưa. Ngày xưa mình thức đêm thức hôm này nọ kia, mình đi suốt từ sáng đến đêm, xong từ đêm lại đến sáng. Bây giờ không, đi ví dụ đi từ sáng đến trưa là buổi trưa phải về ngủ, sau đó thì buổi chiều tối mới đi được. Còn nếu mà đi cả một ngày là thôi, tối thế nào cũng đi cấp cứu, không đi được như thế nữa. Cho đến bây giờ nhìn lại thì chị nghĩ bản thân đã hy sinh cho nghệ thuật như thế nào? Đấy là thời gian dành cho con là cái đánh đổi nhiều nhất. Những lúc mà con bé, con lớn chập chững biết đi này nọ kia thì mình không được ở bên cạnh con. Vì cứ thường xuyên đi 3 tháng, 6 tháng mới về một lần, hoặc 2 tháng, 1 tháng mới về một lần. Thế cho nên cái thời gian mà để lại dành cho Long Vũ rất là ít, rất là ít. Thương lắm. Những lúc mà kiểu bà đến đón ý, xong rồi Long Vũ bảo: bà ơi, sao hôm nay lại là bà? Thế mẹ con đâu? Từ hồi 1 tuổi mới đẻ cho đến năm lớp 6, ngày nào cũng đi bệnh viện. Gọi là nhập hộ khẩu trong bệnh viện mà. Bác sĩ tiêm vào tay Long Vũ, xong Long Vũ: mẹ ơi con yêu mẹ lắm. Không khóc mà nó cứ hét lên câu đấy.
không khóc một tí nào mà chỉ hét lên câu đấy thôi. Mẹ chị bên cạnh, mẹ chị khóc, nó không khóc. Thèm có mẹ ở bên cạnh, không biết làm nào. Thế mẹ ở nhà thì hai mẹ con chết đói à? Thế là mẹ phải đi làm, bố phải đi làm để lấy tiền nuôi em bé chứ. Mấy bé suốt ngày đi bệnh viện tốn tiền lắm. Và đến bây giờ thì em được biết là Long Vũ, con trai của chị, cũng theo nghiệp diễn. Vậy thì chị dạy lại cho con những kinh nghiệm gì trong diễn xuất? Điều đầu tiên của một người diễn viên là phải diễn rất thật. Nếu như con diễn thật, con sẽ lấy được trái tim của khán giả. Còn con có 20 năm trong nghề, 30 năm trong nghề mà con diễn giả, thì diễn giả thì khán giả họ không tin con. Mà đã không tin con thì không bao giờ họ dành tình cảm cho con. Chị nổi tiếng là người mẹ nghiêm khắc. Vậy có bao giờ chị nghĩ là sau này khi mà có con dâu thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ như thế nào không ạ? Con trai con dâu đều là bạn cả. Chị nghĩ như thế, con trai với con dâu cũng đều là con hết. Con nào cũng là con, mà có khi mình còn bênh con dâu hơn con trai mình ấy. Cứ ai đúng là chị bênh, chứ không phải là cứ là con mình đâu. Không, con dâu cũng thế. Mình yêu con dâu mới yêu mình được. Vì vốn dĩ con dâu với mẹ chồng đâu phải là máu mủ ruột thịt đâu. Thế cho nên nếu như mà mình yêu con dâu thì bạn cũng sẽ yêu lại mình như thế. Mình quan tâm đến bạn, mình chăm sóc bạn như nào thì bạn cũng sẽ làm như thế đối với mình. Cuộc đời mà phải có đi có lại. Vì mình có đẻ ra bạn ấy đâu mà bạn phải có trách nhiệm với mình. Mình là mình đẻ ra con mình thì con mình phải có trách nhiệm với mình, chứ đâu phải là con dâu đâu. Con dâu bạn có trách nhiệm với bố mẹ bạn ấy thôi, sao bạn phải có trách nhiệm với mình? Nhiều người cứ nói là vì là mình nuôi chồng bạn ấy cho nên, mà không, đấy là mình nuôi con mình chứ. Chứ còn lấy nhau là cái duyên vợ chồng nó lại là khác, chứ không phải ai có trách nhiệm với ai cả. Mình chỉ nghĩ một điều là bạn hãy yêu con dâu hết mình. Bạn hãy yêu con dâu bằng chính cái tình yêu của bạn với con bạn, thì con dâu cũng sẽ đối xử với bạn như vậy. Mình chỉ nghĩ thế thôi. Riêng chị thì là một người rất, người mẹ rất hiện đại. Con trai của chị bảo mai sau mà lấy vợ thì con sẽ bảo vợ con ở nhà, sẽ không phải đi làm kiếm tiền. Chị bảo không được, vợ con đi làm 500, 1 triệu cũng phải đi, để vợ con đi ra ngoài đường, vợ con còn giao lưu với bạn bè, còn có cái kết nối với xã hội xung quanh, rồi là vợ con còn có chỗ đứng xã hội, vợ con còn tự tin. Thế bây giờ vợ con cứ ở nhà nấu cơm rửa bát, xong vợ con một ngày gọi điện cho con 100 cuộc để ghen tuông, con có chịu đúng không? Con chả làm được việc gì. Và bây giờ nhỡ đâu tự dưng một ngày con ốm lăn quay ra đấy thì tiền thuốc tiền thang này nọ các kia tiền ở đâu ra? Thì có nghĩa là tiền vợ con đi làm, đúng không? Thế cho nên là hai người cùng đi làm vẫn hơn một người đi làm, hỗ trợ cho nhau. Vợ hay chồng đều phải bình đẳng với nhau. Con rửa bát thì vợ nấu cơm, mà vợ nấu cơm thì con rửa bát, mà hai đứa cùng không rửa bát nấu cơm thì đi làm nhiều tiền đi để thuê giúp việc. Mà nói luôn là mai sau thấy con của ai thì người đấy nuôi. Đấy, con chị là chị đã nuôi lớn rồi, và mai sau là con của con thì con nuôi. Đấy là rõ ràng. Vì là mai sau cuộc đời của mẹ, mẹ chỉ còn ít thời gian thôi. Mẹ không thể và không còn sức và không còn thời gian để chăm lo cho các con, xong mai sau họ chăm lo cho cả các cháu được. Các cháu mẹ vẫn yêu quý, nhưng mà để nuôi các cháu như con thì mẹ không làm được điều đấy. Nên kể cả mai sau con dâu chị về với chị cũng sẽ nói luôn, điện thoại của ai người đấy dùng, tuyệt đối là không sờ vào điện thoại của nhau. Vì khi sờ vào điện thoại của nhau sẽ ghen tuông này nọ kia, chồng ghen vợ, vợ ghen chồng, đánh cãi chửi nhau. Không, mỗi người người ta phải có một cái bí mật riêng và một cái khoảng trời riêng của người ta. Và khi mà chồng đang đi chơi với bạn thì không gọi điện, mà vợ mà đang đi chơi với bạn nó không gọi điện. Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau. Hôn nhân của chị cũng thế, và mai sau con chị cũng sẽ nói với con chị như thế. Cảm ơn nghệ sĩ Vân Dung vì những chia sẻ rất thẳng thắn của chị. Có lẽ là phải rất lâu rồi độc giả mới có dịp được nghe Vân Dung tâm sự lâu và nhiều đến như vậy. Mình có một cái tính là đứng trước đám đông mình rất là hay xấu hổ. Có hai người thì bốc phét rất kinh, thế nhưng mà cứ có đông người là bao giờ mình cũng cứng hết cả lưỡi, cứng hết cả họng mà không nói được. Thế cho nên là đi vào tất cả những event hay hội nghị hay là cái gì đấy mà bảo mình phát biểu mình đều từ chối. Không phải là mình không muốn nói, mà bởi vì là mình không biết nói như thế nào và không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả những ai mà mời mình làm MC mình đều tránh xa cả, vì mình biết là mình không thể làm được MC. Lên sân khấu thì mình tự tin bao nhiêu thì ở ngoài đời mình thiếu tự tin bấy nhiêu. Vâng, và cũng nhân dịp Tết đến xuân về, xin chúc chị cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe. Mong rằng trong năm mới chúng ta sẽ lại được gặp Vân Dung ở một vai trò mới, không chỉ là diễn hài, biết đâu lại là một bộ phim điện ảnh khác ạ. Và cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.